Thanh Bình cùng con trai làm bánh tặng Ngọc Lan ngày 8 tháng 3. Hai bố con khiến nữ diễn viên bất ngờ với món quà, đặc biệt nhân ngày quốc tế phụ nữ. Sau khi đón con từ trường mẫu giáo về, Thanh Bình rủ bé đến cơ sở dạy làm bánh ngọt. Anh muốn hai bố con chuẩn bị một món quà 8 tháng 3 đặc biệt cho bà xã Ngọc Lan. Belut được phát mũ đầu bếp, đeo tạp dề trước khi làm bánh. Thanh Bình chia sẻ, vợ chồng anh luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho con và cùng bé trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống. Nam diễn viên hướng dẫn quý tử rửa tay sạch sẽ rồi mới bắt đầu công việc của thợ làm bánh. Hai bố con cùng đánh trứng pha bột theo sự hướng dẫn của một chuyên gia. Bé càng lớn càng trắng trẻo, khôi ngô, cậu nhóc có lượng fan lớn trên mạng xã hội. Thanh Bình giúp con tạo nên những chiếc bánh tinh xắn. Sau khi thành phẩm, Thanh Bình quyết định dành cho Ngọc Lan một cú lừa ngọt ngào. Hai bố con để bánh vào tủ lạnh và nhờ Ngọc Lan đi lấy rau để nấu ăn. Khi mở tủ ra, nữ diễn viên bất ngờ với những chiếc bánh đủ màu sắc. Cô xúc động đến rơi lệ khi biết đó là bánh của do Thanh Bình và con trai tặng. Đây cũng là món quà ngày 8 tháng 3, đầu tiên được nhóc Tì hơn 2 tuổi làm tặng mẹ. Cảm ơn ông xã vẫn yêu em như ngày nào và còn đào tạo thêm một bạn nhỏ sống tình cảm, yêu mẹ nhất trên đời. Đây là những chiếc bánh ngọt ngào nhất em từng ăn vì nó chứa đựng tình yêu của hai bố con, Ngọc Lan thổ lộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.